Xin mời. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào chị. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Đê Lộc. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình cũng như khán giả đang ngồi tại trường quay. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Vũ Thị Phương. Tôi năm nay được 58 tuổi. Cô cầm cái giấy gì trong tay rồi cô? Dạ, tôi rất là vui và phấn khởi thì tôi cũng cảm xúc. Tôi viết tặng anh Quyền Linh và chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Đây, thân tặng MC chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thích Quyền Linh, hài hước. Trước tất cả cuộc thi, hỏi thí sinh điều gì thì dưới cười nghiêng ngả. Một thời em vất vả, tất cả vì mưu sinh. Nay có một Quyền Linh trên truyền hình dễ mến. Có chi thì sẽ đến, có duyên được yêu thương. Em nhân hậu khiêm nhường, thương người nghèo kẻ khó. Nhờ chương trình vượt khó, họ đã có đổi thay. Em dẫn chuyện mắt tay, rất hay ngày hò hẹn. Dẫn thêm từng câu chuyện, nàng dâu và mẹ chồng. Rất thu hút cộng đồng, thật vui, thật hài hước. Em là người dẫn bước, trước tất cả cuộc chơi. Những chương trình tuyệt vời, làm vơi đi mệt mỏi. Chúc Quyền Linh luôn giỏi, nói chuyện và tâm tình. Giúp người Việt chúng mình yêu truyền hình người Việt. Wow. Dễ thương quá. Cảm ơn cô rất nhiều về những tình cảm đó. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Lê Lộc và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Trần Ngọc Duyên, năm nay 26 tuổi. Hiện đang sinh sống cùng với mẹ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em hiện đang đi học ạ. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu được 2 năm rồi ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện ngày hôm nay. Cái ấn tượng lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cảm giác như thế nào? Cô thì có cậu con trai là lúc đấy là 33 tuổi. Tối về là khoe với mẹ là con đã có cảm tình với một cô bé rồi. Khi đấy kéo mới chịu mở cái mạng ra cho cô nhìn. Thì cô thấy con dâu cũng xinh xắn dễ thương, thế là cô vui. Hơn một tháng sau thì con trai cô nói là con yêu lắm, con có thích cô bé này lắm rồi, chắc là mẹ phải đi ăn hỏi cho con. Nhà cô là đi ăn hỏi luôn. Nhanh thì vậy cũng đó là hả? Sáng mà đi ăn hỏi đấy là sáng đấy là cô bắt đầu làm thơ. 4 giờ sáng dậy cô không ngủ được là cô bắt đầu cô ra bài thơ đầu tiên. Từ hôm cưới con dâu đến nay là cô viết được 450 bài. Ôi. Coi như là con dâu là cái xúc tác đầu tiên cho mẹ làm thơ. Chưa đó thì chưa làm thơ đúng chưa không? Chưa bao giờ làm thơ. Hay mà nhờ. Cô cũng không nghĩ là cô làm được thơ. Hay quá. Cái đâu cái hạnh phúc quá nó đưa mình đến. Dạ, đưa đến cho thơ mà. Ha. Dạ. Nhưng mà quen nhau có chút xíu vậy đó em hả? Dạ. Tại lúc đó thương nhiều với lại em cảm thấy chồng cũng yêu thương và quan tâm chăm sóc một cách đặc biệt, khác những người mà trước đây mình quen. Và tình cảm rất là nhiều nên là quyết định quen có mấy tháng thôi đó. Dạ, một tháng là quyết định dặm ngõ. Trời ơi. Em anh hỏi cái này để cho các chàng trai học hỏi nha. Đặc biệt là sao có thể chia sẻ cho các chàng trai? Dạ, tại hôm đó chồng em có một khóa học rất là quan trọng. Cái giá trị của bữa học đó lên tới 1.000 đô. Mà bữa đó trùng với bữa em đi nhổ cái răng khôn của mình nữa. Xong rồi thì chở em lên bệnh viện. Rồi em vô khám. Xong rồi kêu là thôi anh đi học nha. Thế là một hồi sau chờ lấy số thì cũng chờ khoảng một tiếng sau. Chưa kịp vô phòng mổ thì đã thấy xuất hiện trước mặt mình rồi. Hỏi, ủa không đi học hả? Em kêu không, học dở quá, dạy dở quá, không học nữa. Xong là móc trong cái túi áo ra kêu anh thấy ở chỗ này nó có bánh ngon quá, ăn trộm mấy cái bỏ vô túi cho em ăn, ăn vô để tôi nhỡ răng. Với lại một lần đi về quê còn mấy phút nữa lên xe thì chồng em bảo chạy ra mua cho mấy cái bánh bao rồi viên thuốc rồi nước uống, tại vì xe đi lúc 5 giờ chưa kịp ăn. Thấy chồng quan tâm từ cái ăn, giấc ăn, giấc ngủ như thế, khác những người khác mà bất kể giờ giấc. Thế là thấy có thương. Có mấy cái bánh quan trọng quá ha. Cái đó là cái sự quan tâm. Mai mốt mấy chàng trai quen ai cũng nhớ mấy cái bánh đó nha. Rồi, cái đó có thể chia sẻ cho các chàng trai. Còn bây giờ mình nói cái chuyện mà mình gặp mẹ chồng lần đầu tiên mình ấn tượng thế nào? Dạ, lần đầu tiên gặp là chồng có bảo là thôi về ra mắt mẹ. Bất chợt hôm đó lại có việc ở lớp
là thầy chủ nhiệm và hồi sinh hoạt lớp ấy. Mãi tới 6 giờ mới xong. Mà hẹn mẹ 6 giờ thì kêu thôi hẹn mẹ 7 giờ đi. Xong nhưng mà mình vẫn không chừa khoảng thời gian mà từ trường về nhà rồi còn tắm rửa make up nữa. Xong là về nhà thì bị trễ giờ mất. Vội vội vàng vàng chỉ son một chút son môi lên rồi sau là đi qua nhà mẹ luôn. Thì lần đầu gặp mẹ thì mẹ ít nói mà kiểu nói nhỏ nhẹ, cảm thấy sợ lắm. Cảm giác là thôi, lần đầu mà đã trễ giờ rồi, mất điểm rồi. Mà lại cũng chẳng make up, chẳng đẹp nữa. Chắc là thôi, cũng không có làm duyên làm dâu thôi. Thôi yêu chắc mấy bữa nghỉ, nghỉ chơi. Yêu mấy hôm bữa được nghỉ. Vui thôi mà. Vui thôi. À, cho nó thoải mái đúng không? Dạ. Sau đó mấy ngày thì mẹ tự nhiên lúc đấy gọi là cháu qua đây chơi với bác có mấy cái này cho cháu. Thế về nhà bảo có mấy cái áo đẹp lắm nên đây cháu thử đi. Xong là nghĩ trời ơi mẹ già thế này, lớn tuổi thế này rồi mà mẹ cho áo mình sao mặc được. Áo của mẹ hả? Dạ. Kêu thôi mẹ cho không muốn mất lòng thôi, cứ cho thì lấy. Xong lên không ngờ áo dây váy chữ A hợp quá. Mẹ cho con nha, mẹ cho con nha. Cái này mẹ mặc không? Cho con nha. Trời ơi. Hay nhờ, mẹ chồng mua áo hai dây cho con dâu mặc cũng hay nhờ. Khi mà chị mới về làm dâu á, nó có buồn vui như thế nào không chị? Những ngày đầu tiên? Những ngày đầu tiên thì do em có bầu trước. Từ ngày dặm ngõ là có bầu. Em mới dặm ngõ mà sao có bầu sớm vậy? Cái đó chuyện của vợ chồng người ta chú ngộ à. Đặt cọc rồi. Đặt cọc rồi thì biết rồi nhưng mà có ai đốc thúc gì mà sao mà... Dạ có mẹ. Hả? Cô đốc thúc luôn hả? Dạ. Cái ngày đi chụp hình á, mẹ nhắn tin cho chồng mà không biết là hai vợ chồng ngồi gần nhau. Mẹ nhắn tin là tối nay người ta có book cho hai đứa ngủ chung phòng không? Nhớ ngủ chung nha. Trời ơi. Mẹ chắc là mẹ chồng nôn của cháu nè. Rồi dạm hỏi là đặt cọc luôn. Đúng không cô? Thật sự mà nói là cô thấy hai cháu đến với nhau á, cô thấy là cô vui quá. Đi lên Đà Lạt thì quá đẹp. Không khí lạnh lạnh nên khi đã thương nhau, đã ăn hỏi rồi thì coi như là cũng là của nhau. Mẹ chồng tâm lý quá nhỉ. Em mới đầu có thì em cũng sợ. Tại vì mẹ em lúc nào cũng bảo là con trai này kia nó lừa, không có cho. Xong mà về có bầu cũng sợ. Mà chạy về nói với mẹ chồng à, giờ con sợ mẹ con lắm. Mẹ con nói giùm mẹ con chứ không mẹ con la con. Thì cô cũng nói với mẹ của con dâu là con trai chị là yêu thương con em. Thì bên nhà chị là hoàn toàn là không có một cái gì mà rất là yêu thương mà lại quý con thêm. Vì người phụ nữ mà, mà khi có thai rồi mà lại nó đã hành rất là nhiều. Em cũng đừng mắng con, để cho con dâu nó được khỏe mạnh và nó được thì thoải mái. Thế là con dâu cũng vui mà cũng thoải mái nên là mình về ở với nhau có mấy tháng là có con rồi đó. Thì hàng xóm có nói ra nói vào gì không cô? Là có, hàng xóm rồi cũng có nhiều người dị nghị. Cũng nói, cũng một chút rồi họ thấy cô cũng thoải mái quá rồi họ không nói nữa. Nghe cũng những lời đó thì cũng buồn. Nhưng mà mẹ động viên là thôi bây giờ có bầu là quan trọng nhất là cái thai được vui vẻ. Tại vì con vui thì em bé sau này nó mới vui, nó mới cười, cuộc đời nó mới sướng. Mà sợ nhất là con sau này khổ nên lúc nào cũng cười hết trơn. Làm dâu 2 năm thì chắc chắn cũng có những cái điều mà nó chưa hợp lý với nhau đúng không? Có những cái gì mình chưa thể nói được thì hôm nay mình có thể chia sẻ luôn được không? Thì cô thấy là chưa hài lòng là thấy con dâu cô là chưa gọn. Tính cô thì thích gọn gàng, lúc nào cũng phải ngăn nắp cái này cái kia, xếp sắp ở đâu đó. Rồi em bé là em bé gái nữa thì lại càng phải gọn gàng để cho em học theo. Hoặc là đi mua sắm thì cũng không nên là thấy cái gì cũng thích cũng mua, mà ta phải suy nghĩ là cái này có hiệu quả không. Mình mua về thì nó thừa ra rồi nó lại không hiệu quả. Dạ, từ bây giờ con sẽ ngăn nắp gọn gàng hơn. Với lại con cũng vì thương em bé nên là con thấy ra đường con thấy cái gì đẹp con cũng mua. Bây giờ con sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng em thấy có những điều gì mà em chưa hợp với mẹ chồng mình không? Mẹ là một người tốt ạ, hoàn hảo. Nói chung là chấm là 10 trên 10. Tuy là có một cái là bà quá thương cháu. Nên là mỗi lần ăn bà hay ép cháu ăn. Ăn hết tô luôn. Thấy hơi em bé hơi cáu cáu á, là mình thấy hơi sót. Chỉ có một điều là ép ăn thôi ạ. Nhưng mà sao cô ép ăn như vậy?
cũng như con trai cô ngày xưa, cô cứ muốn cho con mình có một cái thân thể khỏe mạnh, cao lớn. Nhưng bây giờ khoa học chứng minh á, nếu khi mình ta ép con mình ăn nhiều quá đó, con mình không thích á, ăn vào thì nó cũng không hiệu quả. Cái đó là cái dở của cô, mà ngày xưa chồng cô cũng có bí rất nhiều. Hai người con của cô là cô ép khiếp cùng. Cô chỉ suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn cho con, cứ suốt ngày chỉ căn giờ để cho con ăn thôi. Rồi bây giờ cháu cô cũng thế. Cái này thì cô chắc cũng phải là rút lại một ít. Thôi bây giờ để xem coi chồng em có mong muốn gì em không nha. Thực ra con cũng rất là bất ngờ khi mà mẹ và vợ tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu này. Và hy vọng là sau chương trình hai người sẽ hiểu nhau và trở nên vui vẻ hơn nữa. Trong cuộc sống gia đình thì nhiều lúc mình sẽ không đồng ý về một số chuyện nào đó. Thì về phía mẹ thì con hy vọng rằng nếu như con và vợ con có những điều gì không đúng, mẹ sẽ bao dung và nói nhỏ nhẹ cho tụi con để tụi con biết mà sửa. Còn bà xã thì nếu như bà xã có cái việc gì mà cảm thấy mình không có đồng ý với cách dạy dạy con hay dạy cháu của mẹ, thì ông xã cũng mong muốn là bà xã sẽ chia sẻ với mẹ để mẹ biết hơn về những suy nghĩ của mình. Đây này, cô cũng gửi gắm. Khi cưới được người con dâu về thì cô cũng cảm xúc quá. Và cô vui là từ nay là cô nghĩ là cô có thêm một cô con gái, chứ không có nghĩ là con dâu. Thì hôm nay trong chương trình cho cô được xin đọc tặng chương trình và tất cả mọi bài thơ là Thêm Con, là cô đã viết cho con dâu cô từ ngày cô đón cháu về. Từ ngày mẹ có thêm con, nhà mình thêm tiếng véo von trong nhà. Con ngoan, chăm chỉ, thật thà, yêu thương cha mẹ, hai nhà như nhau. Mong con sung sướng dài lâu, đêm đêm mẹ sẽ mong cầu ơn trên. Hai con hạnh phúc ấm êm, cuộc đời ba mẹ có thêm phúc dày. Đường đời con trải sau này, vui nhiều, buồn ít từ tay con chồng. Nhìn con hạnh phúc bên chồng, tâm con sống thật thấy lòng thảnh thơi. Trên đầu ta cả bầu trời, khi tâm sống thiện lòng người an nhiên. Bên con có hai mẹ hiền, giúp con chẳng tính đến tiền đến công. Cầu mong cho má con hồng, con vui hạnh phúc, mẹ chồng vui lây. Dễ thương quá. Cảm ơn cô với lại con dâu. Mong rằng chúng ta hãy chia sẻ thẳng thắn với nhau những câu chuyện thế này, để mẹ chồng nàng dâu có thể gần gũi và thoải mái thế này hơn nữa ha. Con muốn mẹ là chăm lo sức khỏe của mình hơn, làm ít ít thơ thôi cho con theo với. Suốt ngày làm thơ là mất ngủ, đau lưng. Mẹ đau là con cũng đau theo luôn. Mẹ đau cũng đau theo, nó nói nghe đứt ruột luôn đó con. Cũng xin nói lời cảm ơn rất là nhiều đến chương trình, đã cho hai mẹ con được một cái niềm vui rất là to lớn để được đến lên đây chia sẻ với lại khán giả trong chương trình. Cô rất là vui, xin được cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cô về bài thơ rất là hay đã tặng lên với chương trình. Chúc hai mẹ con cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc vợ chồng em hạnh phúc mãi mãi nha. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Và khi nào về xem chương trình nhớ làm thơ gửi chương trình với nha. Cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn em.